Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời tiết ngày 11 tháng 10 năm 2023 trên kênh Môi trường TV của tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội, có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ, khu vực Bắc Trung Bộ, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Khu vực Nam Trung Bộ, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Khu vực Tây Nguyên, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ và cả thành phố Hồ Chí Minh, có mây, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý vào ngày mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo trên kênh Môi trường TV.